Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Acobi và hôm nay sẽ giới thiệu anh em một con game mobile vừa mới ra mắt tại thị trường Việt Nam có tên gọi là Tam Quốc Chí Tôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm con game này để xem nó có gì thú vị hay không nhá. Các bạn hãy tải game này trên Google Play cũng như App Store và chúng ta sẽ cùng nhau vào game đi. Không cần phải nói nhiều, các bạn nhìn tên gọi biết là con game này lấy chủ đề gì rồi. Đó là chủ đề Tam Quốc vốn đã rất là quen thuộc với anh em. Thì về cơ bản con game này vẫn là dạng một cái dạng game thẻ tướng thôi, lấy chủ đề Tam Quốc. Đấy, tên game là Tam Quốc Chí Tôn nhé mọi người nhé. Con game này được nhà hàng GamZ phát hành tại thị trường Việt Nam, mới ra mắt cách đây khoảng ngày 6 tháng 6. Đó, một dạng game đấu tướng 6v6 mọi người ạ. Nói chung là game thẻ tướng về đề tài Tam Quốc tại thị trường Việt Nam thì thực sự là không hiếm. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm xem con game Tam Quốc Chí Tôn này có gì đặc biệt hay không. Rồi, mình đã vào game rồi. Thì các bạn thấy là game này nó rất là đầu tư luôn. Nó đầu tư một cái đoạn phim hoạt hình, nó sẽ giới thiệu cốt truyện. Cái kiểu phong cách đồ họa này là đúng kiểu phong cách hoạt hình Trung Quốc anh em ạ. Đây, các bạn sẽ có cốt truyện giữa Tào Tháo và các kiểu. Đấy là phần cốt truyện. Thì các bạn thể xem qua phần video giới thiệu cốt truyện này nhá. Nhưng mà thôi, mình sẽ bỏ qua phần này đi cho nó đỡ mất thời gian của anh em. Chúng ta sẽ vào game luôn. Sói bạc này. Đấy. Rồi, mình cái mà mình không thích của con game này lắm là thỉnh thoảng nó cứ bị loading, tức là load vào map ấy nó hơi lâu một tí, không biết tại sao nữa. Rồi, chúng ta vì đây là con game thẻ tướng nên vẫn là lối chơi vượt ải là chủ yếu nhá. Chúng ta sẽ chiêu mộ tướng chiến đấu vượt ải. Đồ họa game mà đồ họa 2D thôi mọi người ạ, theo kiểu phong cách hoạt hình. Đấy, các bạn sẽ bấm vào kỹ năng nhân vật này, game thì là đánh theo lượt rồi. Sau này thì sẽ có auto các thứ thì hoặc là tăng tốc thì giúp trận đấu nó nhanh hơn và giúp các bạn rảnh tay hơn rất là nhiều. Ban đầu thì mình sẽ đánh bằng tay nhá. Cấp 3 thì nó sẽ mở mấy cái phần auto và tăng tốc. Hoàng Phủ Tung này. Đấy, các bạn sẽ được gặp lại rất là nhiều võ tướng thời Tam Quốc. Chúng ta sẽ có phần đội hình, chúng ta sẽ tối đa là như mình đã nói là game này là 6v6, tức là 6 tướng ra trận đấy. Nhấn vào bắt đầu. Rồi, chúng ta sẽ có thêm một cái kỹ năng nữa là nó gọi là kỹ năng hợp kích ấy. Giữa các nhân vật. Đây, bấm vào đây này. Đây, sử dụng kỹ năng này. Đây, gọi là kỹ năng vô song. Những cái tướng nó có cùng duyên thì như là sẽ kích hoạt kỹ năng vô song này. Wow, rất là hoành tráng nhá mọi người nhá. Nói chung là đồ họa game này mình đánh giá ở mức ổn. Đặc biệt là những cái hiệu ứng kỹ năng nhân vật chiến đấu. Nó không đến mức là xuất sắc đâu, nhưng mà bạn không quá khó tính thì mình nghĩ là tựa game Tam Quốc Chí Tôn này về phần đồ họa là khá là ổn. Đấy, chỉ có điều là game thì nó rất là nhẹ thôi, nhưng mà load nó hơi lâu. Chúng ta sẽ đến phần chiêu mộ chắc chắn rồi. Game thẻ tướng thì sẽ có phần chiêu mộ và các bạn sẽ được chiêu mộ miễn phí một lần nha. Game này có code đấy, nhưng mà mình không biết lấy code ở đâu, hình như phải lấy fanpage lấy, mình hơi lười. Bạn nào chơi thì có thể tìm hiểu thêm ở trong group cộng đồng hoặc là fanpage của game Tam Quốc Chí Tôn này để lấy code nhá. Rồi, chúng ta sẽ chiến đấu này. Đấy, vượt ải nhận thưởng. Game này ấy, nó có cả một cái phần rất là quan trọng là phần thời tiết và địa hình nha. Đây, trời mưa lạnh vô cùng này. Trong thời tiết này thì thuộc tính thủy sẽ gây thêm sát thương. Đó, đây là đặc biệt nhá. Đây là một sự rất là đặc biệt của tựa game Tam Quốc Chí Tôn này so với rất nhiều game thẻ tướng Tam Quốc khác. Tức là ngoài việc các bạn sắp xếp trận hình ra thì nó sẽ ảnh hưởng đến từ cái phần thời tiết này. Nó sẽ ảnh hưởng đến những cái tướng thuộc tính tương ứng hoặc là phần địa hình này. Đó, rất là hay nha. Sau này có kỹ năng thời tiết này anh em này. Đây là phần kỹ năng vô song. Hiện tại mình có một kỹ năng thôi. Đây là kỹ năng đội hình, đưa các tướng vật công ra trận, đứng pháp công các thứ. Đội hình tiến cử là game nó sẽ gợi ý cho các bạn các đội hình cần chơi. Đội hình cuối. Rồi chúng ta sẽ lập đội ở đây. Đấy, sẽ đưa tướng ra trận này. Mình thấy game này có một cái điểm khá là hay này, đó là cái phần thời tiết anh em ạ. Thật sự rất là hay nha. Đã gặp được minh chủ, có thể quân thần có trên dưới. Rồi, ta sẽ vào khiêu chiến. Cái phần thời tiết ảnh hưởng này rất là hay luôn anh ạ. Bởi vì là game này nó cũng chia thuộc tính nhân vật ra các thứ ấy. Nên là có phần thời tiết này nó hay dã man luôn. Đây. Hiện tại thì mình chưa có kỹ năng thời tiết. Sau này nó mở khóa cấp kỹ năng thời tiết thì nó các bạn sẽ tạo thêm một cái lợi thế nữa trong chiến đấu. Khá là hay. Đấy. Nhìn thì có vẻ là con Tam Quốc Chí Tôn này đơn giản vậy thôi. Nhưng mà cái yếu tố chiến thuật thấy là cũng khá là ấn tượng. Đủ ấn tượng ra. Ngoài việc là sắp xếp vị trí đứng. Rồi vai trò của từng tướng thì các bạn cần lưu ý đến kỹ năng vô song này, rồi kỹ năng thời tiết này. Đấy, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều yếu tố. Tất nhiên là mình nghĩ là cái lực chiến của nhân vật thì nó vẫn là quan trọng nhất thôi. Nhưng mà cũng là một cái điểm rất là hay của tựa game này. Khiến chúng ta sẽ có nhiều cái sự lựa chọn và cần một chút sự gì đó tính toán.
ở trong việc sắp xếp đội hình. Đấy, hay đấy chứ. Đồ họa thì ở mức khá, nó cũng không phải là quá đẹp như mình đã nói, nhưng mà hiệu ứng các bạn thấy, đặc biệt là tỏa hiệu ứng Kinamo xong này, thực sự rất là hoành tráng và để lại ấn tượng cho Sói Bạc nha. Đấy, chúng ta sẽ tiếp tục vượt ải thôi. Tí nữa mình sẽ xem phần tỷ lệ chiêu mộ nhá. Các bạn chơi thêm thẻ tướng thì anh em rất là quan tâm đến, bây giờ mình thấy là anh em quan tâm nhiều đến phần tỷ lệ chiêu mộ này và các cái ưu đãi của nhà phát hành của game ấy, trong quá trình chơi thì có tặng nhiều về quách tướng miễn phí hay không. Đấy, các bạn game thẻ tướng thì bạn phải gacha rất là nhiều thì anh em biết rồi, và những mà game nào mà tặng nhiều được quách tướng miễn phí thì các thực sự là rất nhiều anh em rất là khoái. Đây, mình mở tăng tốc x2 này, bây giờ cho nhanh nhá. Đó, về có tăng tốc x2 rồi, không biết là sau này có x3 không, nhưng mà bạn thấy là nhịp độ game nó tăng lên gấp đôi thì các bạn sẽ tiết kiệm thời gian hơn rất là nhiều, bởi vì game thẻ tướng mà quan trọng là kết quả thôi. Còn chiến đấu này các bạn nhìn ban đầu thích chứ sau các bạn muốn nhanh nhanh chóng chóng quá. À, chúng ta chương 2 đây chúng ta có quà này. Đó, mình sẽ ra ngoài nha. Đấy, các bạn thấy load nó hơi lâu một tí. Đây là phần giao diện chính này, sau này các bạn sẽ mở khóa rất nhiều tính năng, bảng hộ các thứ, quần đánh đài PVP, thao luyện hàng ngày. Đấy, các tính năng hoạt động thì nó sẽ để bên ngoài như thế này. Rồi, chúng ta có phần chiêu mộ. Đây, tỷ lệ này mọi người này. Chúng ta sẽ có tỷ lệ chiêu mộ ra thần tướng là 4%. Là tướng thần là tướng cam đó. Tướng danh là 30%. Và tướng lương là 66%. Ngoài ra chúng ta sẽ có phần đúc trang bị nữa. Ồ, các bạn này nói chung là quay ra trang bị các thứ, nói chung là cũng pay to win tuyệt phết đấy. Ngoài việc quay tướng ra, các bạn này quay ra trang bị nữa. Đó, thì các bạn này quay tướng nhá. Game này nó có tặng gì không ta? Game này có tặng quay tướng miễn phí hay không ta? Nhận thưởng này. À, tải tài nguyên này, các bạn nhận lượt 10 tướng quay tướng, 10 lượt quay tướng miễn phí quay luôn. Quay 50 lần thì chắc chắn sẽ được thần tướng miễn phí nhá, nhưng mà nói chung là 4% thì mình nghĩ là không nghĩ là đây cái lượt đầu tiên là mình sẽ được thần tướng đâu. Ân đức của thừa tướng. Được danh tướng là may lắm rồi, toàn lương này. Trời ơi, đèn dã man luôn. Bạn nào mà quay 10 lần đầu tiên mà ra được nó còn ra mảnh nữa các bạn. Đấy, nó ra được thần tướng thì quá bạn quá là hên luôn đấy. Mình tỷ lệ có 4% thôi. Ngoài ra các bạn vượt ải chính tuyến thì các bạn sẽ nhận được rất là nhiều vé quay tướng miễn phí đây nhá. À, vé quay tướng nó sẽ tặng dựa trên các bạn lượt việc các bạn vượt ải. Oh. Ở trong phần tướng này thì các bạn sẽ có các tính năng nâng cấp. Ở đây chúng ta sẽ có phần nâng cấp, chúng ta sẽ có tiến bậc này, rồi tăng cấp nhanh này. Đấy, tiến bậc đó, tăng thêm chỉ số. Đây có phần đột phá, đủ mảnh tướng để các bạn để đột phá tướng lên như kiểu tăng sao đó. Đúng rồi, max là 6 sao nhé mọi người nhá. Đấy, các bạn để tăng cấp các cái thần tướng của mình lên. Ồ, đây, tướng nó chưa tướng hỏa, tướng thổ, tướng thủy này. Mình thấy là có thủy, có tướng phong là đây, hình gió này này. Rồi có cộng hưởng trang bị này, rồi skin của nhân vật này. Ồ, thời trang nhân vật luôn. Rất là sexy, Hoàng Nguyệt Anh. Mình sẽ đi bồi dưỡng nha, mình sẽ tăng cấp nhanh này. Hiện tại mình hết nguyên liệu rồi, mình cứ tăng cấp trước thôi. Mình còn chưa biết là nên chơi tướng gì các kiểu cơ. Nên là có gì trên đấy nhá. Rồi tiến bậc này. Đó, nâng cấp lên. Đó, nâng level mới có thể tiến bậc lên này. Đó, mình có thì mình chơi đấy thôi anh em ạ. Sau này sẽ tính sau. Tiến bậc. Đấy. Nói chung là game thẻ tướng này thì nó rất là đơn giản dễ chơi rồi. Các bạn chỉ cần lưu ý cái phần trận hình của con game Tam Quốc Chí Tôn này thì nó sẽ có thêm nhiều cái mới mà các bạn cần phải để ý. Đặc biệt là phần thời tiết này. Đây, bên thời tiết nó là thành bão lốc gì này anh em này. Rồi, hiện tại thì mình mới chỉ cho được 3... À đây, cho được hết mà đúng không? Nếu không phải sức cùng lực kiếp, đạo của kẻ làm thần tướng. Cho tướng tanh lên đầu này. Cẩn thận. Nhận chí lớn trên phụ. Đó, tướng tanh mình sẽ để lên đầu, tướng phép mình để xuống sau. Đấy, để như tạm thời như này. Mình nói chung là mình cũng sắp xếp bừa đội hình thôi, mình cũng chơi kỹ đâu. Cái này để sau anh em ạ. Đây, thuộc tính báo cát này anh em này. Với thuộc tính báo cát này thì thuộc tính thổ sẽ gây thêm sát thương nhé mọi người nhé. Đấy, mỗi một đại địa hình nó sẽ phù hợp với những cái thuộc tính tướng khác nhau. Mưa thì là thủy, thổ thì sẽ là sa mạc, bão cát. Còn nếu như hỏa thì mình nghĩ là núi lửa. À, mình đoán là như vậy. Vẫn là thuộc tính báo cát rồi anh em ơi. Đấy, tiếp tục
chiến đấu. Nói chung là ải ban đầu thì nó cũng khá là đơn giản, dễ chơi thôi. Sau này game nó sẽ mở khóa thêm nhiều tính năng mới thì sẽ hấp dẫn hơn. Nhưng mà về cơ bản thì mình thấy con Tam Quốc Chí Tôn này cũng rất là thú vị, đặc biệt là cái phần chiến thuật ở trong việc sắp xếp trận hình. Nó không chỉ là ở cái vị trí đứng của tướng mà ở còn về địa hình cũng như là thời tiết nữa. Thì bạn nào mà quan tâm đến tựa game này, mình sẽ để một đường link ở phần mô tả để các bạn tải game ở trên Google Play App Store nhé. Game do nhà hàng Game Z phát hành tại thị trường Việt Nam, Tam Quốc Chí Tôn. Cảm ơn anh em đã theo dõi bên này của Sói Bạc. Bạn thú vị đừng quên like, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh App Kobe. Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye. Chỉ độc quyền ở FK Mobile, kho mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Quá tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi? Chỉ ngay đi.